Nhà kho xe điện bốc cháy tại Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc ngày 13 tháng 1. Một đám cháy bùng phát tại cộng đồng Thượng Hà Nam, huyện Loan Xuyên, thành phố Lạc Dương ngày 14 tháng 1. Lở đất ở Colombia ngày 12 tháng 1. Núi lửa lớn phun trào ở Grindavik, Iceland ngày 14 tháng 1. Hỏa hoạn lớn đốt cháy 70.000 m2 của nhà kho Greenberries ở làng Suharis, Pentobot, Nga ngày 13 tháng 1. Lũ lụt lớn ở Kinshasa, Cộng hòa Dân chủ Congo ngày 12 tháng 1. Sóng lớn cuốn trôi nhà cửa ở Portland, Maine, Mỹ ngày 14 tháng 1. Bão tuyết ở Trung Tây Mỹ, 1.800 chuyến bay bị hủy. Sương giá âm 48 độ bao trùm nhiều vùng của đất nước Canada ngày 12 tháng 1. Đặng Hiểu xin kính chào quý khán thính giả đang theo dõi chương mục điểm nóng trên kênh DBC. Nhà kho xe điện bốc cháy tại Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc. Thưa quý vị, vào sáng sớm ngày 13 tháng 1, một nhà kho xe điện bốc cháy tại khu dân cư ở Vũ Hán, Hồ Bắc. Đoạn video cho thấy khói dày đặc cuồn cuộn bốc lên từ bên trong nhà kho, thỉnh thoảng có tiếng nổ. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, rất may là không có thương vong nào được báo cáo. Người dân địa phương chứng kiến sự việc cho biết họ bị đánh thức bởi vụ nổ vào lúc 5 giờ sáng. Đám cháy xảy ra ở khu vực xe điện đang đậu ở tòa nhà đối diện. Tất cả xe đều đã bị thiêu rụi hoàn toàn, kèm theo các vụ nổ nhỏ và mùi hăng nồng. Một đám cháy bùng phát tại cộng đồng Thượng Hà Nam, huyện Loan Xuyên, thành phố Lạc Dương. Vào 3 giờ sáng ngày 14 tháng 1, một đám cháy bùng phát tại cửa hàng Ngũ Giao thuộc khu cộng đồng Thượng Hà Nam, huyện Loan Xuyên, thành phố Lạc Dương. Đến 7 giờ sáng, đám cháy vẫn chưa được dập tắt, gây tổn thất nặng nề. Người dân tại hiện trường cho biết đám cháy rất dữ dội và lan nhanh khiến tình hình rất nguy cấp. Sở cứu hỏa nhanh chóng có mặt tại hiện trường sau khi nhận được tin báo và triển khai công tác chữa cháy. Ngọn lửa cuối cùng đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Hiện tại, nguyên nhân cụ thể của vụ cháy vẫn đang được điều tra. Lở đất ở Colombia. Vào ngày 12 tháng 1, một vụ lở đất đã xảy ra trên tuyến đường Quido, Medellin ở tỉnh Chocó, Colombia. Chính quyền cho biết trận lở đất đã bao phủ một con đường nối các thành phố Quibdó và Medellin ở tỉnh Chocó. Lực lượng cứu hộ đang lội qua lớp bùn sâu, gấp rút chạy đua với hy vọng tìm thấy những người sống sót trong đống đổ nát. Đoạn video cho thấy một mảnh đất lớn văng ra khỏi núi, đè lên một số ô tô đang di chuyển dọc theo con đường ngập nước bên dưới, đồng thời những tiếng la hét hoảng sợ vang lên. Đơn vị quốc gia quản lý rủi ro thiên tai Colombia, lực lượng phòng vệ dân sự, quân đội quốc gia, Bộ Y tế và Bảo trợ xã hội và Sở Cảnh sát Chocó đã được huy động để ứng phó với vụ việc. En este momento se hizo la montaña y tapó un poco de gente entre una casa. Todos estamos refugiados ahí y hay muchos muertos y muchos heridos. Necesitamos ayuda, por favor. Núi lửa lớn phun trào ở Grindavik, Iceland. Vào ngày 14 tháng 1, một ngọn núi lửa phun trào ở phía tây nam Iceland. Dòng dung nham nóng chảy vào một thị trấn Grindavik và khiến nhiều ngôi nhà bốc cháy. Đoạn video cho thấy dòng dung nham đã xuyên thủng tuyến phòng thủ của thành phố và di chuyển về phía thị trấn Grindavik nằm dưới chân núi lửa. Tổng thống Iceland Guðni Jóhannesson cho biết sau vài giờ khi chính quyền vừa sơ tán người dân trong thị trấn thì vụ phun trào liền xảy ra. Mặc dù chính quyền đã bắt đầu xây dựng các rào chắn bằng đất và đá để ngăn chặn dòng dung nham tràn tới thị trấn, tuy nhiên vụ phun trào dung nham mới xảy ra đã xuyên thủng những hàng phòng thủ này.
Sau vụ phun trào, cảnh sát đã nâng mức báo cáo lên cao. Một máy bay trực thăng của cảnh sát biển Iceland cũng được triển khai để theo dõi tình hình. Đoạn video cho thấy toàn cảnh vết nứt của dòng dung nham đầu tiên phun trào. Sau đó, vết nứt của dòng dung nham bên cạnh thị trấn Grindavik hiện đã lắng xuống. Hình ảnh dòng dung nham màu cam sáng chảy trong đêm tối và hướng về phía thành phố. Máy bay cảnh sát biển đã phát hiện lỗ thủng ở cả hai tuyến phòng thủ của thành phố. Dung nham đạt khoảng cách từ 450m tính từ Grindavik. Dòng dung nham có thể đến thành phố trong vòng vài giờ. Vụ phun trào không tạo ra tro bụi, vì vậy nó sẽ không ảnh hưởng đến sân bay Keflavik hoặc việc di chuyển hàng không nói chung. Vụ cháy tại cơ sở kho lưu trữ trải rộng trên 112.000m2 ở Suhari, khu vực thuộc thành phố lớn thứ hai của Nga. Đoạn video đã ghi lại cảnh tượng như ngày tận thế khi cả nhà kho chìm trong biển lửa, bao trùm diện tích rộng lớn cùng từng làn khói đen dày đặc bốc lên từ khu phức hợp. Khoảng 270 lính cứu hỏa và 57 đơn vị thiết bị đặc biệt đã được triển khai để giải quyết vụ việc. Vụ hỏa hoạn này được xác định là có độ khó cấp 5, cấp cao nhất. Sau 3 giờ, đám cháy đã được khống chế. Các nhà chức trách cũng cho biết lực lượng cứu hỏa đã thành công trong việc ngăn chặn ngọn lửa lan đến trạm biến áp điện của cơ sở bãi đậu xe tải. Một nguồn tin từ các dịch vụ khẩn cấp cho biết nguyên nhân ban đầu gây ra vụ cháy là do lỗi trong hệ thống dây điện của khu phức hợp. Chuông báo cháy đã được cho là bị tắt tại cơ sở sau một số lần kích hoạt sai trong những ngày trước đó. Lớn ở Kinshasa, Cộng hòa Dân chủ Congo. Vào ngày 12 tháng 1, một trận lũ lụt lớn xảy ra tại Kinshasa, Cộng hòa Dân chủ Congo do mực nước sông Congo dâng cao kỷ lục trong hơn 60 năm qua, khiến hơn 300 người thiệt mạng trong những tháng qua. Quy hoạch đô thị và cơ sở hạ tầng yếu kém đã khiến một số nước châu Phi dễ bị lũ quét sau những trận mưa lớn. Các đường phố ở quận Pompeii của Kinshasa đã biến thành sông. Người dân buộc sử dụng thuyền nhỏ để sơ tán, bỏ lại ngôi nhà ngập nước của mình. Trước thảm họa, người dân ở quận đã tự tổ chức đóng thuyền hoặc cano nhỏ để giải cứu gia đình và đồ đạc của họ. Một số người dân đang chỉ trích sự vắng mặt của chính phủ trước mức độ lũ lụt ở các khu dân cư của tầng lớp lao động này. Liên Hợp Quốc cảnh báo, lũ lụt xảy ra dọc theo bờ sông Congo có thể dẫn đến bùng phát các bệnh truyền qua đường nước như dịch tả và cản trở việc tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe.
Sóng lớn cuốn trôi nhà cửa ở Portland, Maine, Mỹ. Vào ngày 14 tháng 1, sóng lớn cuốn trôi nhà cửa ở Portland, Maine gây thiệt hại nặng nề trong miền Bắc New England của nước Mỹ. Những lán cá nổi tiếng ở bãi biển Quinlot được nhìn thấy đã bị cuốn trôi hoàn toàn khi bờ biển xảy ra thủy triều cao kỷ lục. Sức gió ven biển đo được cao tới 68 dặm trên một giờ trên đảo Green Haven của quận Knox. Gió giật tốc độ lên tới 55 dặm trên một giờ ở cảng Ba và cảng Winter đạt tới 53 dặm trên một giờ tại sân bay Portland. Mực nước thủy triều được báo cáo là cao 4,5 mét đã lập kỷ lục mới về thủy triều cao nhất trong lịch sử Portland. Những năm gần đây, chính phủ đã tiến hành công việc bảo tồn các lán trại lịch sử. Ba lán cá này là duy nhất còn sót lại từ hoạt động đánh bắt cá của khu vực từ thời Hoàng Kim vào những năm 1800. Đoạn video cho thấy sóng lớn đã cuốn trôi đi ba lán cá còn sót lại. Eskin, người đã sống ở Nam Portland cho biết, đây thực sự là một ngày buồn đối với cộng đồng và người dân Nam Portland. Lịch sử đang bị cuốn trôi. Ở Trung Tây Mỹ, 1.800 chuyến bay bị hủy, sương giá âm 48 độ bao trùm nhiều vùng của đất nước Canada. Vào ngày 12 tháng 1, một đợt bão tuyết dày đặc nghiêm trọng hiện đang hướng đến Canada cũng như một số vùng của Hoa Kỳ. Nơi lạnh nhất ở British Columbia, nhiệt độ đạt âm 48,1 độ C tại sân bay Punzi Mountain ở vùng Caribou. Gần 100.000 hành khách ở Bắc Illinois mất điện do nhiệt độ lạnh giá và tuyết rơi dày ở khu vực Chicago. Thời tiết lạnh đang gây ra sự chậm trễ và hủy chuyến đối với hành khách đến và đi từ sân bay quốc tế Edmonton, khiến ít nhất 1.800 chuyến bay đã bị hủy. Nhiệt độ cực lạnh dự kiến sẽ kéo dài cho đến ngày 16 tháng 1. A brutal winter storm hit them without power due to frigid temperatures and heavy snowfall in the Chicago area, including Idaho, South Dakota, Wisconsin, Iowa, Illinois, Michigan, and Minnesota. Snowfall could exceed 12 inches in parts of Illinois, Wisconsin, and Michigan. Another storm is expected to strong winds and snowstorms, along with the threat of flooding, Thông tin vừa rồi đã khép lại chuyên mục điểm nóng của DBC. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.